hồng trung ấn tấm bồ duyên phước, pháp thí giống lầm ráng thêm chân.
sư mẫu ngự chim ngon tại miều tịnh thiên tây quyền diệu ứng linh bút cơ mẹ thảo tâm kinh lời châu ghép lại nhìn biển cả trùng dương nước biển nga tiếng cỏ sầu ta thiết lòng đau mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống nghi lượng nghẹn dương trần gặp nhiều gian khổ mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính đi do con trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con dân đanh mẹ chứng lòng son dạng dân bá tâm nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngạt buồn thương chốn trần trẻ thơ dài dân hương thân cầu từ mẫu tây phương chứng đàn dân chế hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tim nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi kinh tu thó tục xa đời quê tiên chốn cổ là nơi trở về nhìn quán cầm sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh ni an độ cho sinh ni chúng ni một đàn chánh tu làng khói bạc ngút màu bay
đại hướng mẹ ngự không trong thức tâm ý kẻ thế soi chung gương thiền tam nhật màu có xuyên bái màu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dân nén tâm hương lại mẹ phụ đức thập phương an lành nhìn làng khói trầm hương bay tỏ
chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa. Lời giảng cầu thiết thái quang chốn dương trần tự an phù dân, chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thầm tâm đi lại mẹ gọi lần ngày kỷ mậu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành dòng câu nhiêu cung gắn tu nội chi ba tùng bồ đề hành đi nguyện. Điện quyền anh đi phủ quanh đi bao khắp, nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm cháu, cầu xin đi sanh đi chúng sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn giờ, hồi lòng qua mẫu tử tương phùng, hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung. Quá thơm ngát con quỳ dân lệ, lại mẫu thương gian thay chứng minh. Tai ngà dân nghi đó qua sinh, thánh cầu mẹ giáng điện linh chứng ư đàn. Quả tươi xanh tâm thành cũng cần, tiếng trẻ khờ nguyện thành từ con. Điện linh đi phủ khắp càng khôn, triển khai đại đạo tiến đồn gian xa. Trần hỗn độn sơ khai, lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quay linh đi màu dưỡng nuôi con ấp bên
chiến thắng mình. Tám nhật màu kỳ kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng sung tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh ni chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Cung tình dân thủy thành
tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan điển huyền linh tỏ sáng mười phương tại dân bát ngọc trà hương thành tâm mi lại mẹ xót vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cung, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyển thành cố ma tịnh thiên tây miêu cổ ứng linh thượng tầng tỏ ấm mê quang minh chim lon mẫu ngữ truyền kinh trăng. Ngôn mẹ đây lời mạch huyết đức từ đôn ta tiếp khuyên con hiếu trùng giữ dẹp cho tròn mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Nhật mẫu thành tâm y kính mẫu tâm lòng son dòng y thấu chiêu cung giả giả xâm mi hợp trọng phòng dân ngang quốc thôi hưởng chung thanh bình. Sung tốt mẹ đổ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy táo
dân nghe nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gánh chuyên tu trì. Thơ âm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyện kinh dưỡng dục xưa. Chúa bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ bằng máu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Phụ huynh đi màu
thiên long địa diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quy diệu đài, thiên địa lập âm y lai dương khư, khi thần giáo dành này dở ra lúa gạo dơ
lưu truyền cơm áo chôn trần để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Dù trầu gió mẫu hoàng sức nhìn biển cả trời thanh ni nước biếc khắp ni bốn mùa tám tiết trở say gió ngàn tỏ lượng tầng mây quá xanh đi những loài cỏ lam có năm tòa thắng cầm chốn lâm sơn tiếc lặng sương rơi có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng
kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lần đi mẹ bán ra tôn sùng. Người dưới sao trước mẹ ba dân hàng quốc thời thanh đi nhàn, để dưỡng cùng cần đi máu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến cùng cùng quả cây quả rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đi đắng cay, lúa ăn thuốc muôn rừng cây ai tương. Hàm ớt hẻ gần đường lại có dâm chanh dầu tương ớm, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vạn mùi hương, lao tâm y tọc quyết vàng vật ăn uống mẹ dành con đó. Sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cần đài mạo áo phù qua ba tiền vật dùng hiện ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng quá đầu nhân sanh. Có cây tươi tốt thương tâm, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính tôi nước thâu nhiều mặt quyết, bao tâm vì xương tiết nghi giá băng. Đài mây thơm tổ phủ dân, gặp luồng quan điểm biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lắm phần dân mẹ truyền quán giỏ hô phong ứng hầu. Cô đồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm điều do lần mẹ phán bài. Ơn trơn chiếu triệu giám rầy rãi đâu, muôn thu giận nằm sau lòng đất. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai, nhọc nhằn chẳng hoàng đắng cay. Điểm quyết quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh, chốn dương trần con lành tỏ hương. Bao nhiệm màu mẹ tất cả do lệnh màu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tăng. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm đâu. Điện quan điêu mẹ lúc đau, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng chịu phải ra đôi, dương trần như thể bèo trôi. Cánh trời trong y rộng thám mưa sầu nắng tay, ngoài càng khôn như lai tạm ẩn. Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh, từ vua chúa đến quân y binh sẽ điều tăng
điêu tàn. Phương hương dần tiêu tan tất cả như ở trong lò hoa bị tiêu. Muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành chịu cảnh đi hoành hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền cháu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang minh. Tâm thầm khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu. Từ tôn chiêu điện lành ban phương, sắc lệnh phê người được thiện dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ gian út ngọc minh. Nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt, chân khí như ánh đi đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bóng hoàng nguyên, chân thần đúng nghi hoạt liền chẳng sai. Tinh khí hiện cho ai dựa tâm, gắn tu tâm hưởng cảnh hưởng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thấp hiệu chớ dài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh màu, chớ phê tài nông nổi mà chi. Chân kinh lịch mẹ chớ bị quần thần nghề dân y võ chẳng nghi lời vàng. Đại từ con mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dâm ngã đầm sao. Tao nhân mặt khác anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đàn đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng đi kinh đi mẫu hiền thâm sâu nghiệt cả thiên liên. Đánh lòng bỏ đi bà chân truyền lời châu, chẳng đi pháp ở đạo nhiệm màu ai rõ. Giả đò như chẳng tỏ nghi, từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng: lão bà ổn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thâm chưa tường.
thời gian sức thế khổ tâm mi nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhang phút giờ chia tay. Hư không ngỡ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi, quyền di biến qua chẳng đời. Truyền kinh đi châu ngọc bao lời thiết ta, chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền tranh, lòng ước ta mong quyết mặt trong phòng sớm ta về. Dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên, chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh để truyền linh ni tử gần xa tu hiền mà. Chân kinh đi địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyện thị ngọc sao Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Danh, Dương Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Phước. Người trần nay đã phát tâm lập mi nên hỏi yên quê nhiên, cõi trần
bù lông sọt giả trong huy đồng giết nên mình duyên huệ nhận quà kinh thì trong minh tử thành nì tâm đạo cầu lĩnh mẹ chiêu trì thượng cầm nguyện tam tòa thánh ni màu độ an lại thầy ở chốn phổ minh giác linh phù trò hư tử linh người công quả lập rồi phước đức đổ gia đình trên dưới viên niên đổ cho chồng vợ thuận nghiêm đổ cho bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề Địa Mẫu Chơn Kinh do Hội Miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tông đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, với lời ý thô thiện không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam mô